Ơi mà đợi để ngủ hả? À, chỗ ngủ đó. Ô trời. Chỗ ngủ thì trong kia. Chỗ này bà. Dạ. Yeah. Gì vậy? Cá khô khô. Còn được có nắm gạo này đây. À, mình không có mua được. Trời ơi. Chú già lụm cụm rồi đi bán bánh mì mà bây giờ đi hết nổi rồi. Rồi, bánh mì không? Gì vậy? Sao? À, cá làm ra con mắm. Làm ra con mắm. Dạ, thương lắm bà ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía sau lưng đây là một cái ngôi trường học hay là một cái trạm y tế gì đó bị bỏ hoang. Và theo được sự giới thiệu của một số người dân rằng á, có một bà cụ hàng ngày đi nhặt ve chai cùng với ông cụ đi bán vé số, chọn cái nơi này làm nơi tá túc cho cuộc đời mình vào những cái lúc tuổi già. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của bà cụ đang sống ở trong một cái khu bỏ hoang như thế này, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng bước vào bên trong để nghe ông bà cụ tâm sự vì sao lại sống tại nơi này ha. Thì Bùi Hồ vô đây để gặp một bà cụ. Nghe nói bà hàng ngày nhặt ve chai và chọn cái nơi này làm nơi sinh sống cho mình để mà mưu sinh qua ngày. Một cái trạm y tế bỏ hoang. Ồ trời. Trạm y tế này là trường học hay sao á? Trạm y tế hả? Ô trời, trạm y tế mà bổ quan thì có vẻ hơi gợn người ha. Đây, một cái trạm y tế bị bổ hoang. Nghe nói bà cụ nhặt ve chai ở dưới sông. Và hằng ngày thì tối về thì bà cụ sẽ sống ở đây. Đây là một cái con sông nhỏ cô bác anh chị. Đây là cái khu này là cái khu nhà vệ sinh và đã bị đập ra rồi, bị bỏ hoang chắc có vẻ là khá là lâu. Ây da, con chào bà. Dạ. Con bên kia là con thấy là bà đi nhặt ve chai thì con hỏi gần á. Ờ, bà đi nhặt. Là bà sống ở đây luôn. Cha thanh mẹ đẻ ở đây là quê quán bà là gì đây? Dạ, bà nhặt ve chai lâu chưa bà? À, đâu cũng 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng. À. Bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? À, Tết này là gì? 64, 65 và 64. 65. Dạ. Nhặt ve chai bao nhiêu năm rồi hả bà? Mới cứ chưa được 5, 6 còn, tháng rồi. Còn ở đây á? Ờ, còn ở đây. Dạ, cha mẹ ở đây mà quê quán ở đây. Không, con hỏi sống trong cái... Cái nhà đó đó hả? Dạ. Vì thì bằng đêm thì xuống ghe ngủ, còn bằng ngày mưa thì tá túc ở nhà quan đó. Thế đó là trường học hay là... Cái đó là cái nhà thương con ơi. Nhà thương? Nhà thương sanh em bé đó con. Ồ vậy hả? Ừ, với ông già bà già bệnh đồ đó rồi nằm đó. Trời. Ghê vậy? Còn đêm thấy ai mà bóng nhẹ bóng vía ha, là con nít nó khóc trời ơi, ơi ớt đầu. Ôi trời, bà có nghe không? Không, bà không có nghe mà nhỏ em, bà con cô cậu nó nói trời ơi, con nít nó khóc. Nhà báo xanh ở đây đó mà. Ở đây là nhà báo xanh. Ờ, nhà báo xanh tới chục năm nay rồi đó. Bỏ hoang lâu chưa? Bỏ hoang lâu lắm rồi, con ơi, có ai đâu ở. Bà sống ở đây với ai? À, sống ở đây thì nói tóm lại thì cũng có thằng chồng mà thôi giờ bỏ thằng chồng để cho mình ơn. Tôi ơi. Vì mua được cái ghe đó con. Rồi chị em á giúp đỡ cho mượn người vài triệu cái rồi gom là cái mua ghe cái rồi sống ở dưới cái ghe vậy đó. Mưa thì trời ơi với con chuột kia con. À, vì lấy cái bao bự đó cái gì tháo qua cái gì phanh tròn rồi ngồi về. Có con cái gì không bà? Có hai đứa con hả con à. Mà thằng con trai thì nó cũng quá nghèo. À, con gái thì nó cũng nghèo, con gái thì nó ở ngoài này chừng 3 cây số à, còn thằng trai thì nó có quê, có vợ ở trên Long Khánh đó. Ở ghế rồi cái đường thằng cháu trai cái rồi bà xui bà nó thôi con ơi. Giờ má cho hai đứa con ra riêng đi. Má già cả rồi. Rồi cái ở bà cho miếng đất. Cất đủ cái nhà có hai bề ngang hai tấm lá à con. Con gái của bà là ở nhà hay ở nhà à, ở nhà bên chồng.
Ở bên chồng hả? À. Sống chung với nhà chồng luôn? Không, có nhà riêng. Sao bà không lên ở với con gái của bà? Thôi, mình còn khỏe mạnh nè, đi vui vào con ở chừng nào mà già thì già lợi thì dễ con nó nuôi. Con này còn khỏe, lặn lội con. Con thấy chân của bà như giãn tĩnh mạch đúng không? Nổi gân nè. Nổi gân là do giãn tĩnh mạch đúng không bà? Không biết nữa, gì cũng không biết. Đau không? Không, không đau con. Ôi sao nhìn nó phiều lên, cái tĩnh mạch nó phiều lên vậy? Bà đi có bị nhức không? Lâu lâu nó mới nhức vài bữa cái nó hết, uống thuốc cái nó hết. Hình như là bị giãn tĩnh mạch á. Nên cái mạch máu nó bị to hơn so với bình thường. Dạ. Lượm ngày được nhiêu tiền nha bà? Trời ơi, bèo lắm con ơi. 100 ngàn là bèo rồi, ăn cơm hết là 40 rồi, còn 60. Ta cũng vớt nhóc hết trơn luôn, chứ phải là người vớt ít thì vớt cũng đỡ. Ngày nay đi chừng 1-12 ký mũ à, mà đi tới chầu quýt ký có 3 ngàn bạc. Vậy có 3 mấy ngàn hả cô? Dạ. Rồi tự nhiên cái không mướn trọ ở mà bà sống ở đây. Ừ, sống ở đây cũng tiền đâu mướn. Còn con thấy ông cụ bên đây là sao? Thì dạ, ông xã. Dạ, ông xã ông ở tạm nhà quan đó. Dạ. Ông vô đây đi ông. Ông ngồi đây đi. Ông là năm nay là bao nhiêu rồi? 57 rồi. Ông với bà cụ là vợ chồng hả? Dạ. Vợ chồng cha mẹ cưới hỏi. Ba mẹ cưới hỏi đàng hoàng ha. Dạ. Bây giờ hai vợ chồng vô sống ở trong này. Người ta túc sống thì chưa biết sao vậy chỗ đâu à. Dạ. Ta túc sống thôi. Rồi trước đây không lẽ mình không có nhà cửa gì không? Có nhà cửa ở trong ruộng á. Vì sao gì đấy? Rồi sao ông ở trong nhà cửa mà lại ở đây? Khó khăn đó, nết nghèo khổ bán mẹ nó hết rồi. Bán luôn rồi hả? Ừ. Có nhậu nhẹt gì không ông? Không. Không hả? Ông có đi nhặt ve chai tiếp bà cụ không? Không, tôi đi bán số. Bán số, ngày bán được nhiêu tờ không? Ngày bán 100 ngoài tờ và từ hôm mất cái xe tới giờ nghỉ luôn. Mất xe gì? Xe đạp. Xe đạp á. Sao mất? Để chiếc nhà đó rồi ngủ đó rồi ăn trộm lấy đó con. Ôi trời ơi, đau thương. Nghỉ luôn. Nghỉ ở nhà dưới phần cái giò đau thôi, nghỉ luôn. Bị đau khớp nào. Vậy là ông với bà cụ là có hai người con đó hả? Dạ. Yeah. Rồi ba thằng trai chết giờ rồi đó, còn có đứa con gái một đó. Sáng ông bà cụ ăn gì? Nghỉ ăn cơm với gì mua cá gì đó. Ở đây là sinh hoạt nước điện sao? Đâu có xài điện con. Dạ. Nước mưa thì xài. Nước mưa thì hứng trời có mình có lu có sạp đó con, hứng uống. Dạ. Còn điện thì không có đốt đèn dầu, mà hai ông bà đâu có con nhỏ đó mà đốt đèn. Trời ơi, chân vàng tôi ngủ bất đắc. Bây giờ cho con lên cái chỗ ông bà ngủ ở sinh hoạt được không? Được. Đi, con ông bà đi ha. Ừ. Đi bà. Đi. Cái ghe của bà xe đậu ở dưới đó hả? Đây thì đó đó con ơi, ghe của gì đó. Đi mua là trai chị. 65. 65 tuổi rồi. Ờ 65 rồi con ơi. Bà là bà thứ mấy? Bà thứ hai. Là bà hai. Ừ. Bà già sanh 5 đứa con gái mà tôi lớn thứ hai. Dạ. Rồi con cái thấy bà ở đây sốt dữ không? Sốt đó mà trời ơi, con nó cũng nghèo. Có trợ cấp gì cho ông bà được không? Đâu có. Nhà nó có còn con nữa, còn chồng. Con gái của bà làm cái gì? Đi mua bán trái cây bậy bạ vậy đó chú ơi. Mua bắp, mua ổi mạnh gì. Cái thùng nước này là? Cái thùng nước để vô mầm vô cơm đó con. Nước mưa đó con. Để vô cơm hả bà? Dạ. Nước mưa ha. Rồi nước mưa con. Trời ở đây ghét quá trời luôn. Cái chậu chanh đó. Cái này là nơi ông bà nấu cơm á hả? Dạ. Ông không có bếp ga gì sao? Không. Không có bếp ga luôn. Không bếp ga. Giờ cô bếp ga rồi. Thôi.
Không lẽ không mua được cái bếp ga mini sao bà? Ga mini có mốt 1.2 rồi để nhà. Mất luôn hả? Hàng dữ lắm chú ơi, hàng đồng tiền không có, ra khó kiếm đồng tiền lắm con ơi. Rồi. Bên đây là cái quả gì đây? Trái gì bà? Trái gì anh? Quên rồi. Trái đụng đỉnh. Đụng đỉnh là ngâm rượu uống nhất mỗi con. Đây là cái phòng của bệnh viện đúng không? À. Bên đây là cái nơi mà để ngủ hả? Chỗ ngủ đó. Ô trời. Chỗ nấu ăn, chỗ ngủ thì trong kia. Chỗ này là nấu ăn hả? Nấu ăn ngoài này nè con. Muối đường bột ngọt để đây hả bà? Bà ơi, vô đây với bà. Yeah. Bà với ông vô đó. Này là hồi sáng ăn hay sao? Mới mà chú mới nấu rồi gì? Đâu mở con mở ra được không? Cái chiều hả bà? Dạ. Cái gì vậy? Cá khô khô. Cái cơm đâu? Khô mà đến khét luôn. Trời, chú kho đó rồi chú quên cái rồi chú chạy vô. Ủa bà còn được nhiêu gạo đây hả bà? Còn được có nắm gạo này đây. Trời ơi. Khổ thân bà cụ ghê không? Này chưa được nửa ký nữa. Ăn sao đủ? Không đủ cũng bấy gán như sao vậy con? Ăn cao bữa là nấu mẹ nó rồi. Cái này là sống chén đó hả? Và chứng tỏ đây là cái giường của bệnh nhân á. Cái giường của bệnh nhân. Rồi người ta nó bị hư ra. Người ta bỏ. Ở đây là cái sào đồ của ông hả? Sào đồ. Trời ơi. Mũi mọi người. Cho ở trong đây cái phòng này nó diện tích nó hơi hẹp nên thành nữ mình khi mà ông nấu ăn á cái mùi nó không thoát ra được, nghe cái mùi nó hơi cảm giác hơi. Vậy hả? Nước này là để vô đây không? Nước ngoài chắc vô đi định cho nó hết mưa. Tới tháng 8 tháng 9 á con, nước nổi đi tới đầu gối vậy. Cái này là cái giường ngủ của ông hả? Cái giường ngủ của chú đó. Ông ngủ ở đây đó hả? Rồi cái mụn của ông đâu, xả xuống sao? Con coi với, ông vô xả xuống cho con coi với. Để có gì tầm tùng tiếng này hết rồi. Rồi không có tiền mua mụn mới luôn hay sao không? Hay là không muốn mua? Hay là muốn này để sử dụng? Có nhiêu tiền mà mình không có mua được. Trời ơi. Chú già lụm cụm rồi, đi bán bánh mì mà giờ đi hết nổi rồi. Thẳng đó lụm cụm gì vậy rồi sao? Trời ơi. Ở dưới đó là cái miếng gì vậy không? Nè nó kê lên. Bằng gì á? Bằng cái kết của gì của tôi đựng đó. Bằng miếng xốp gì á. Cái niệm á nhưng mà nó không có cái áo. Còn cái buộc ở trong không á. Kìa cái mùng nói nó cũ nó đen xì chắc giặt là nó ra nước luôn. Có gói nệm vô không? Không. Mấy cái người đau quẹ giặt ra nước thì uống cái chạy luôn. Chạy luôn. Hết bệnh luôn. Rồi cái gói của ông đâu? Cái miếng mút kê nằm. Trời. Cái vậy? Mũi quá ông ơi. Mũi lắm con ơi. Cái lấy miếng mót này nằm đó hả? Vì đây cỏ ghét dữ lắm hả? Trời ơi, hút thuốc. Hạn chế hút thuốc còn 10.000 kìa. Còn 10.000 bạc. Trời ơi, tối nằm ở đây rồi nó cấn lưng dữ không? Tặng chai gì quá. Này nó mềm. Ở đây còn gạo đây nè, cô. Dạ. Còn được một bạc. Gạo này bị hôm đó nhà nước cho đó. Vì nó ướt. Thì con nhớ. Vậy hả? Không ăn con trai gì có biết cô ở đây gạo này móc hết rồi móc ướt hết trơn. Trời ơi rồi sao ông không giục đi giục tàu giục đi chứ ăn có được đâu ăn không được đâu bỏ đi ông ấy cho gà vậy ăn đâu gà vậy rồi ông với bà cụ được mấy bộ đồ có mấy bộ đâu hai bộ vậy à rồi giặt đồ ở đâu xuống sông giặt rồi tắm ở đâu khi xuống sông tắm đây có nước tắm như ông tụng hai ba ca là hết rồi còn vệ sinh đi dùng giọng ngoái đi ở dưới sông luôn thì ông ở khổ vậy mà ông nói chuyện lạc quan vui vẻ quá ha con cái nó không lo được cho ông sao ông cụ nó thì nó lo được mà bây giờ nó có chồng có vợ nó khổ nó đi về đu túc ngoài Bình Dương sao bé mà ông với bà cụ là sống nhau hồi đó giờ luôn hay sao rồi xui da rồi phát hiện xui da bà xui chết rồi bà xui chết hả
ông cụ với bà cụ sống ở đây bao lâu rồi? Chắc cũng hơn năm mà. Làm sao mà phải quyết định dọn vô đây sống như vậy ông cụ? Người ta bỏ quan, nhà nước nó bỏ quan á. Vì mình xin vô ở nhà ta tốt thì đừng có dọn. Hồi trước thì yêu cầu bít cái lỗ mũi cho mình ngủ được rồi. Nhờ mới ngờ đó là để diễn thầy chứ. Giờ thì bà nó tới đâu hay tới đó chứ sao giờ đây. Đi bán số mà được ngày nào thì đỡ cái này. Sống được. Con thấy cái tay của ông bị cục hay ngón thì sao vậy ạ? Cục lâu lắm mà cục hồi năm 18, 19 tuổi. Sao mà bị như thế ạ? Hồi là cục khoai á, rồi bị. Làm gì? Cục khoai á, chặt khoai á. Trồng khoai hả? Dấp dây. À. Sống ở đây tối là buồn dữ không? Buồn gì sinh dạng rồi ngủ mất đó. Rồi ông bà ở đây có được cái gì mà để mình thắp được ánh sáng ban đêm không? Không. Không có đèn gì. Không có đèn dầu luôn á. Khổ dữ trời. Chạy mất công. Ban đêm mình thấy đường đâu đi, không có đèn dầu luôn rồi. Ánh sáng ở ngoài cái dội vô. Có bao giờ là bị người miếng trộm đồ giặt dư dữ không? Trộm giặt thì có, quần áo bậy bạ, mình nghèo nó nghèo hơn mình á. Dùng xe đạp mà nhiêu. Hiện nay ông cụ với bà cụ còn nhiêu tiền? Tôi có 10.000 bạc, nó có làm gì. Để ăn uống thì sao? Tiền đâu mà mua đồ ăn? Để mới đi bán được mấy di sắt đó, mà quên mua được 10.000 bạc. Vậy hả? Trời đẻ, trời đô, người đó đi quá. Ông có rượu không? Có mà ít lắm. Ít là như nửa lít hay lít? Nửa lít tối ngày đó. Tối ngày hơn. Đi ra đi vô, hồi uống cốc hay cốc nghỉ. Ở đây không có nhang mũi gì đốt không? Có một cửa, cái mít trên người mũi nồng dặn dạng mình ngủ mất tiêu rồi, chân mùng nhảy ra ngủ. Thôi con đi ra con gặp bà cụ á. À, là cái phòng này là để là ăn nấu ăn với ngủ ở đây luôn á hả? Ừ. Chứ giờ đâu đi chơi với mấy nhỏ, chơi mấy nhỏ nó chỉ thè đụng má, đụng mẹ không, mình lớn thì nó đúng rồi. À. Không chơi nữa. Chân cẳng gì nhất nên không có là lao chùi gì được hết không? Ừ. Nhiều ông cụ bà cụ về già chọn cái cuộc sống mình phải nói là vô cùng nó khó khăn luôn. Không biết nói sao hả Đạt hả? Con nghe hồi trước á. Cái phòng ở đây là ông cụ với bà cụ cũng đâu có ở, chỉ ở cái gian phòng ở bên kia thôi đúng không? Những cái cây này nó có mục dữ không? Con thấy nó cũng cũ kiểu. À, mưa gió đâu ông bà cụ có sợ không? Của nhà nước đi gớ tới là gớ. Sao sợ? Có nghĩa là sợ là kiểu là sợ gì, không sợ gì. Sợ mưa gió nó sập mưa xuống á. Không đâu con. Nên dạ ra đường mà dễ gì. Ông cụ qua đây ngồi với bà. Ông cụ qua ngồi với bà cụ ở đây đi. Ông cụ ngồi đó đi, bà cụ qua đây luôn đi. Qua đây luôn đi bà cụ. Ngồi chung đi cho ấm tình già. Ấm tình già. Cá là bấm cô hả? Cá là tình già chứ thương hết vô rồi. Thương hết vô hả? Còn hai người sao nói ngủ ngủ riêng là sao? Bà ngủ với ghe, tôi ngủ này. Sao không ngủ chung để lo cho nhau? Thôi, già cả rồi con ơi. Ý con nói là lo cho nhau là ngủ chung để mà nhầm khi ốm đau còn có kìa khiều người này, ông cụ khiều bà cụ khiều ông cụ. Con nói vậy để gì nói con nghe nha. Yêu cầu mà con cho ông một cốc rượu là tỉnh queo luôn hả? Xong rượu mà. Nhưng mà ý con nói là gì nè, là ông cụ á, ở đây ngủ gió máy á. Thì ví dụ ông cụ nói bà ơi tôi nhức tay nhức chân, bà bóp tay bóp chân tôi một cái nha. Ngủ dưới cầu đó đó. Rồi ngủ ở dưới kêu đó. Kêu không nghe sao? Hôm qua nghe nó chìm nó bắt nó xuống vết. Bị giò nó đau rồi làm sao vết được. Hôm qua bà cụ ghe chìm luôn hả? Dạ. Nó nổi đồ lùm quỳnh. Trời ơi nó trôi mất hết trơn đồ đạc áo quần. Trôi trong đêm luôn. Trôi trôi trong đêm 4 giờ sáng. 4 giờ sáng rồi bà cụ có bị ướt mình không? Trời ơi, lội lặn gì còn tép con ơi. Lội lặn hôm qua hả? Ôi trời ơi. Dì biết lội hồi dì 10 tuổi. Lội đùng đùng ở dưới xong. Để vớt đồ lại. Rồi ấy chiếc ghe, trục chiếc ghe lên.
Đó, bởi vì ông cụ mà để cho bà cụ mà ở dưới sông vậy á, lỡ mà một may mà có mệnh hệ nào là ông cụ chịu trách nhiệm nghe. Bà chết đúng không khỏe. Ôi trời, trời. Tàn á. Xong là có ông chính mừng, vợ ông chết, ông khóc với bà kia, ông khuyên ông. Để nói bậy vậy đó. Nói vậy không sợ bà cụ buồn sao? Không có đâu con, có buồn, số mạng con à. Số mạng. Mà nhưng mà nói vậy tuyệt tình quá, bà chết tôi khỏe, nói tuyệt tình quá vậy. Nói vậy chứ thương lắm à. Ở đời đức hạnh không à, chứ không có để đức lại dễ dạo cho con. Dạ. Đức hạnh không à. Tôi á thì hồi xưa tôi dữ lắm. Còn giờ quýnh vợ không quýnh. Quýnh mày chi để trời đánh mày sướng hơn không? Cái gì đánh vợ hả? Giờ đâu quá. Trời ơi, nói gì mà ba mấy hôm mấy thì quýnh lên bờ xuống ruộng đó. Quýnh bà cụ hả? Ừ. Vậy mà còn không bỏ nhau được. Rồi. Rồi sau này vẫn đầm bọc nhau. Làm gì đánh với ông cậu? Thương không hết đánh vậy? Thì uống rượu, thương quá, bà thương quá. Quậy. Bó tài với ông cậu luôn á. Bả mà hiền à. Hiền không? Đánh rồi, cô có đánh lại không? Có chứ, cô không có đánh lại. Cô chém gừng gỗ 3 phân nữa, mỗi tuần tháng 2 ngày. Cái gà. Đã xả nè. Cô hả? Ờ. Để cái thẻ quân Mỹ đi. Vậy mà sao giờ già sắp chung lại ở? Thì về chứ bỏ là sao? Vợ chồng già thiên quá bà ơi. Vậy mà cậu nói vậy? Cá là ra con mắm. Vợ chồng già thương lắm mình ơi. Con cá mà quen con mắm hả? À, con cá. Con cá làm ra con mắm. Làm ra con mắm. Già thương lắm bà ơi. Mà giờ thiên thương thiệt không? Vậy được con cá là cái con khô. Vậy sao nữa? Thương hết vô vậy. Vậy chồng già thương hết vô. Con cá làm ra con khô. Vui quá à. Dạ. Vui vẻ. Con cá làm ra con khô, vợ chồng già thương hết vô. Ờ à, đúng rồi là con. Chứ không phải là con cá làm ra con mắm. Vậy hết thương hết vô tôi ngủ yên á. Ngày xưa làm sao ông cụ cua được bà cụ? Trời, bác cua tôi chứ. Trời có không đó. Cua sao? Đủ các nhà trời chơi. Đủ các nhà trời luôn. Ừ. Rồi sao? Quá lại. Tỏ tí rồi tôi thôi giờ nghỉ già rồi. Không à, không biết nữa. Rồi sao là đủ các nhà trời hả bà cậu? Rồi đó. Nít mà mới 14, 15 tuổi. Hai vợ chồng tuổi à. 65 mà cô cũng 65. Rồi sao 14, 15 tuổi thì sao? Hả? Rồi sao cả chuyện ngày xưa con nghe quá. Đủ uống rượu trời ơi. 6-7 tuổi rồi. Ông quậy cái bằng quậy lên nọ, lên. Nhưng mà sao chịu ông cụ? Thì duyên nợ con à. Ông bà đặt để mà. Chứ dì hỏi con này dì muốn mặc cái áo đẹp chứ đâu dì muốn mặc cái áo gách đâu. Là vậy là con hiểu rồi đó. Nhưng mà duyên nợ là nở à. Vậy bà dí ông cụ là áo đẹp hay áo gách? Áo gách. Nhưng mà áo gách sao mặc hoài? Mà cởi bỏ là bỏ không được. Cởi bỏ không được ha? À, cởi bỏ không được. Cởi bỏ là nó mắc mặt lại. Nhớ cái áo gách. Chú mình phải nói gì nè hả chú? Bữa khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài ha. Nhưng mà ông cụ nhìn chú đẹp trai. Chú ca, người ta thường thường ta nhí ra nói của che dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Có thằng chồng xài hoài. Mà có dễ xài không con? Dễ không? Nó quánh lên bờ xuống ruộng. Ủa, củi mục dễ ung, chồng khùng dễ khiến. Hay ha, hay, nho hay quá. Nhưng mà con muốn hỏi lại cái cuộc sống ngày xưa tí xíu ha. Dạ hỏi. À, ngày xưa thì ông cụ làm cái công việc gì, rồi bà cụ làm công việc gì? Tôi hồi xưa tôi ở trong ruộng đó ha. Cái nghề cá mắm là tôi một cây. Tôi đặt lọc không là 45 cái. Lập dân cu kim cũng đúng rồi nè ha. Tôi 3.000 lưỡi. Dân câu trời hay chú? Ừ, dân cái trời cũng đúng rồi. Mỗi ngày là bán được rất nhiều ăn no đó con, cái nó bay cái dính gà nhiều chụp được nhiều bán nhiều chứ mấy cái thằng mấy bữa Tết này đó nó lo nó ăn nó nhậu còn mình ở đây mình gỡ của mình rồi của nó nữa. Vậy là mình gỡ của người ta khác luôn chỉ cái nó bỏ nó bán. Vậy là ngày xưa là ông cụ kiếm rất là nhiều tiền. Ừ. Đúng không, rất là giỏi ở trong xứ xóm. Rồi bà cụ á gì vậy thì gì, mua bán lặn lội. À. Bán chứ không có làm nghề gì khác. Mua bán gì bà? Hàng bông, rau cải. Rau cải đó con. Cuộc sống ngày xưa mà vậy là đầm ấm sung túc lắm á. Nhưng mà con cái làm cụ chắc con nghĩ là hơi cọc tánh rồi chiều về nhậu quậy. Có vụ vô là quậy. Đúng không?
có đập đồ ngày xưa gì không? Mấy tan giả. Tôi ra vụ đập đồ là một cây này. Hả? Đập đồ một cây rồi tôi bỏ là năm nay trên 30 năm mà. Nhậu đập gì gặp đập gặp gì đập đó. Nhậu về nhà có mình anh à. Không có vợ con không bắt đầu tôi đập đồ. Tôi giật mình thức dậy. Không còn gì hết. Không còn gì hết, đồ bể nát hết trơn. Vợ tôi về tôi hỏi ai mà đập. Trời tôi trốn ông tôi có ở nhà đâu. Ông đập ên ông chứ tôi có biết đâu. Rồi tỉnh dậy hối hận không? Rồi tôi bỏ luôn tới giờ mấy chục năm rồi. Đập mấy lần? Có lần mà ông tôi bỏ luôn tới giờ. Hết nhiêu tiền? Nó bể chén đó đùm lum cái đưa tôi cỡ rồi không bỏ luôn. Ngày xưa mà cái tình trạng gọi là mấy ông say xỉn buổi chiều nhau gực đánh vợ con đùng 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 luôn á. Con chứng kiến được cảnh đó. Hai là đập đồ. Đó là cái tình trạng đó là ngày xưa rượu say xỉn vô là vậy á. Dạ, tiểu đâu? Bên kia hả? Rồi bây giờ là bà cụ là có thời gian là tan gã không cụ hả? Ừ. Tan gã đâu cũng 6-7 năm rồi mấy lớn tuổi rồi mấy hàng gắn lại nè. Ừ. Bỏ 6-7 năm luôn. Ừ. Nhưng mà vì sao lại cái động lực nào cho bà cụ lại hàng gắn với ông cụ? Dạ, mình nghĩ mình đạp cái cây gai, chắc cây gai bỏ, đi đường khác. Nè con hiểu rồi. Ừ. Nhưng mà tại sao trở lại đi cái con đường đó? Rồi cái gian mình lớn rồi thấy trời ơi đánh lộn cười gì, chữ lộn xấu hổ quá đi rồi thôi. Buông xuôi rồi, ông nào cũng bớt 10 phần, bớt 9 này ra còn phần. Nên là nữ bây giờ là thấy ông thay đổi mình nên mới trở lại đi đường cũ. Yeah. Đừng nhậu nữa, đừng đánh vợ nữa nha. Ông cụ. Trời ơi, con lo chị, tao có sắm cái gửa, tao quánh tao dùng gửa tao bực cái cần cổ mẹ. Thôi. Chém. Hả? Ở tù 1 tháng 2 ngày. Ở tù luôn hả? 3 phân. Ôi vậy bà tự bà cụ cũng thư dữ à? Trời ơi tôi thư thiệt mà tôi có dần 18 đâu chú. Về sống bà tuổi gì? Tôi tức. À. Về sống trong ngôi nhà quan này có năm trời mình có trận chiến nào không chú? Không. Không hả? Dạ. Dạ rồi. Hiền lợi rồi. Lúc đó là... Tôi mới có 36 tuổi, hai đứa có 1 tuổi á. Chó đực chó cái á. Tôi giờ là nó hiền từ hồi đi tu tới giờ đã ăn. Đã đợi chờ sớm chưa biết làm một cái... Đi tu luôn hả? Chùa đây nè con, chùa sát. Lúc đi tu ăn chơi trường được 2 năm luôn. Nhưng mà động lực nào mà ông phải đi tu vậy? Hồi lần cứ ở nhà đằng đẵng rồi khi nó bệnh lên á. Tắt bệnh lên cái bà già bỏ giá thì sao không biết. Về chùa, tôi vô chùa cái tôi coi cái kinh sám hối đó. Bắt đầu tôi ăn chay luôn. 2 năm? Ăn chay mà từ 3 tháng đó lên là ăn mặn được. Cái chén nó tanh đó nha. Bây giờ ngã mặn rồi. Giờ ngã mặn. Ai cũng có, bây giờ con muốn chia sẻ với ông cụ à. Ai cũng có một cái thời đi qua. Đúng rồi con. Đúng sai thì nó cũng trải qua rồi. Yeah. Bây giờ cái thời điểm nhìn lại thì tuổi cũng đã già hết rồi. Thì con khuyên ông cụ với bà cụ là gắn bó với nhau. Tại vì hai ông bà sống hữu hỷ trong cái nhà này á. Nó đã lạnh lẽo rồi. Bây giờ bà cụ sống ở dưới sông nó lạnh lẽo. Ông cụ trên này căn phòng trống cũng lạnh lẽo nữa. Gần nhau tí xíu. Nếu được thì ngày mai mốt thì con mua cho một cái giường cho ông bà cụ ở chung. Bệnh hoạn gì có nhau hữu hỷ còn biết kêu người này ở người kia. Chứ bây giờ lạnh lẽo vậy là bà cụ ở dưới sông mà lỡ trúng gió, lỡ mưa xuôi gỗi trúng gió. Con biết chào quýt mà ha. Vì đi hoặc là thẻ thì vì nằm đường tới 2-3-4 ngày mới về bỏ ông cụ đây. Mình tâm một cái rồi trời yêu đứa đêm mới chìm cái ra cái rồi mình chết luôn. Thì đó là hối hận không kịp đâu. Hối hận không kịp. Đó là hai là ông cụ ngủ ở trên này nè, nửa đêm mà gió mái mưa tạt gió lùa vô á, lạnh lẽo không hay luôn. Nó nên hình hiển con là đáng tuổi cháu nghèo mà, con ơi. Cháu nên là nữ là khuyên ông cụ với bà cụ nên kháng khích được với nhau. Nếu như mà được có hai mướn nhà trọ cho ông cụ bà cụ ở, bà cụ có chịu không? Không con ơi. Người ta cho ở 1 năm chịu không? Thì được rồi cho ở chịu không? Lên nhà trọ ở 1 năm trời. Bao tiền nhà trọ 1 năm? Cô chú có đồng ý không? Nhà trọ đâu con? Gần gần đây thôi gần. Rồi bà để ở đây bà nhặt với trai ở đây chịu không? Được. Vậy tôi gái tôi sắp được chiếc xe đạp của tôi đi bao nhiêu số? Thôi bây giờ như thế này nè. Cái bao nhiêu số ở đây nói chung cái bao nhiêu số là thường ta cho tiền cũng được.
thì cố gắng con sẽ nương náu ở lại đây vài ngày, con sẽ xem cuộc sống của ông cụ với bà cụ. Bây giờ thì cũng buổi chiều rồi. Yeah. Thì chắc có lẽ là tụi con cũng sẽ quay về lại kiếm nhà nghỉ nghỉ. Yeah. Con gửi cho ông cụ bà cụ trước một chai dầu. Ngày mai bà cụ đi nhặt ve chai mấy giờ về? Chừng 12 giờ, 1 giờ. Thì 1 giờ con ghé quay trở lại trao cho ông bà cụ một ít quà của Mạnh Thường Quân gửi cho ông bà cụ ha. Dạ. Gạo gì móc hết trơn rồi con gửi ha. Chai dầu của cô chú ở Mỹ gửi á. Dạ. Sức vô nhầm khi trái gió trở trời mang đem thêm đồ quà nữa. Có bao nhiêu? Rồi nhớ nha, để con nói với Mạnh Thường Quân để cho ông bà cụ có cái ở cho nó ấm cúng ở đây thì nó cũng lạnh lẽo quá. Ha. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.